Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đây quý vị. Em chào chị. Rồi, chị chào kính kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay có đem về lô mai phôi. Rất mong anh chị em cô bác gần xa nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ Bình Long, Sông Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang à. Số điện thoại cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc à. Rồi. Vào đầu clip vẫn là mã số 1 à. Mã số 1 bên đây đây quý vị ơi. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, cao 79. Hoành 27. Rồi, 27 hoành. Rồi, quý vị ngắm nghe kỹ thân cành em nó đây ha. Rồi, để luôn. Rồi, xe qua mặt bên kia luôn. Mặt quay này hơi gắt nè. Rồi, giao lưu như vậy chị. Rồi, máy số 1 giao lưu 404 à. Rồi, 404 quý vị ơi. Rồi, qua số 2. Cao 39. Cái hoành 26. Rồi, 26 hoành. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã số 2 giao lưu 309 nè. Rồi, 309. Rồi, số 3. Cao 79. Hoành 28. Rồi, 28. 28 hoành. 8 hoành luôn. Đó, để đây. Đến luôn. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã số 3 giao lưu 508 à. Rồi, 508. Rồi, mã số 4. 1m19. Rồi. Cái hoành luôn à quý vị ơi. Hoành 24. Rồi, 24 hoành, tay cành đẹp nha quý vị. À, tay cành đặt ở trên này ha. Để đặt quá nào quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 4 này giao lưu 600 à. Rồi, 600. Rồi, qua mã số tiếp theo. Cao 5. 64. Hoành 22. Rồi. Để luôn đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã số 5 này giao lưu 307 á. 307. Rồi, số 6 luôn. Cao 42. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã số 6 giao lưu 300 à. Rồi, 300. Mã số 7 luôn. Cao 34. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Để đây à quý vị. Rồi, giao lưu như vậy. Bàn quay này cứng quá trời quá đó. Thiếu nhất. Mã số 7 giao lưu 300 à. 300. Rồi, mã số 8. Em trật búp măng quá đây. Cao 59. Cái hoành 25. 26 yếu lấy 25 thôi. Rồi, vậy để đây à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 8 giao lưu 400 à. Rồi, 400. Mã số 9 cao 34. Cái hoành 24. Rồi, 24 hoành. Này, dáng với đế cũng đẹp đẹp quá nào quý vị. Cắt quá nha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 9 này giao lưu 450 à. Rồi, 450. Rồi, qua mã số 10 luôn. Cao 39. Cái hoành 25. Rồi, 25 hoành nè quý vị. Để cùng bắp 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 con này quý vị ơi.
Giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 10 này giao lưu 450 à. Rồi 450. Số 11 luôn. Cao 66. Cái hoành 21. Rồi, 21 hoành. Cạnh cũng đều đây ha. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 11 này giao lưu 390 à. Rồi, 390. Rồi, qua 12 luôn. Cao 79. Cái hoành 28. Rồi, 28 hoành luôn rồi quý vị. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 12 này giao lưu 400 à. Rồi, 400. Rồi, qua 13 luôn. Cao 39. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 13 này giao lưu 440 à. Rồi, 440. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 14. Cao 59. Cắn, cắn, cắn. Đồ mẹ trên đây đi cho rồi. Hoành 24. 24. Ừ, đây, cắn này, đồ trên đây đi. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 14 đi giao lưu 400 à. Rồi, 400. Rồi, qua 15 luôn. Cao 27. Cái hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 15 đi giao lưu 220 à. 220. 16 luôn đây quý vị. Cao 39. Có cắn gì không? Không. Cái hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 16 giao lưu 340. Rồi, 340. Rồi, mã 17 luôn. Cao 59. Cái hoành 20. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 17 đi giao lưu 300 à. Rồi, 300. Rồi, qua 18 luôn. Cao 67. Hoành 30. Rồi, 30 hoành. Cộng bự 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 không là có gì xe cũng đều luôn ha. Chia đều tứ diện đấy. Mã 18 này giao lưu 400 à. 400 hay có gì 30 hoành mà để vậy có 400 ha. Vậy có gì tán đâu đinh ghép cũng ok luôn. Cái mây xưa á cô bác. Cao 32. Rồi. Trời, cao hơi gắt. Rồi, đo cái hoành luôn. Đưa vô đây đi. Hoành 24 trừ hao còn 23 đi. Rồi, 23 hoành. Nó có lũa đây nè cô bác. Rồi, đó còn cái xa lũa ở đó nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 19 đi giao lưu 308 à. Rồi, 308. Rồi. Rồi, mã số tiếp theo đây rồi quý vị. Mã số 20. Cao 64. Rồi. Cái hoành 25. Rồi, vô đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 20 này giao lưu 400 à. Rồi, 400. Mã 21 luôn. Mã 21 luôn.
lâu 42, cái hoành 20. Rồi, 20 hoành. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 21 này giao lưu 300 à. Rồi, 300. Rồi, tiếp tục con 22. Cao 47. Rồi, to. Rồi, sao cho nó không cắn rồi. Đo đi rồi trừ heo ra. Rồi, cái này hoành 23 đi. Rồi, trừ heo rồi phải không? Rồi. Trừ heo rồi là 23 hoành. Nó gần 25 luôn mà tính có 23 thôi. Ừ, nó có mấy cái cục cục này nè. Mấy cái hộp hộp đó. Ừ. Đến khá đến quá nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 22 này giao lưu 309 nè. Rồi, 309. Rồi, tiếp tục con 23 đi quý vị. Cao 79. Hoành 27. Rồi, 27 hoành luôn. Xuống dưới luôn hả quý vị? Đó, 27 hoành. Giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 23 này giao lưu 300 à. 300. Rồi, mua qua 24 luôn. Cao 82. Cái hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, để luôn đây quý vị. Rồi, giao lưu nha như chị. Mã 24 đi giao lưu 350 á. Rồi, 350. Rồi, quá 25 luôn. Cao 63. Cái hoành 26. 26 hoành. Tay cành khá quá đây. Rồi, để luôn nha quý vị. Rễ bự bự lực lực không. Mã 25 này giao lưu 400 à. Rồi, xuống cây luôn 400. Mã 26 luôn. Cao 37. Cái hoành 23 đi. Rồi, 23 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu hả chị? Rồi, mã 26 đây giao lưu 400 à. Rồi, xuống cây 400. 57 đâu quý vị, tay cành quá xá luôn. Cao 94. Cái hoành 28. Rồi, 28 hoành luôn. À, tay cành đặt hết trơn này ha. Cành lực lực không nha quý vị. Bự bự không ha. Rồi, giao lưu nhiêu hả chị? Rồi, mã 27 nó giao lưu 550 cô bác. Rồi, 550 này bung cái tàn ra chơi hết ý ha. Cao 76. Hoành 24. Rồi, xây xây luôn. 24 hoành. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 28 này giao lưu 209 nè. 209. Rồi, mã số 29 luôn. Cao 28. Hoành 20 đi. Rồi, để luôn đây quý vị. Hàng hoành. Rồi, mình giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 29 thì giao lưu 300 à. Rồi, 300. Rồi, 30. Cao 24. Hoành 19. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 30 này giao lưu 109 nè. Rồi, 109. Rồi, mã số 31 luôn. Cao 30. Hoành 24. Rồi, để đây. Hoành này tượng là đó. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 21 này, 31 này giao lưu 250 à. 250. Mã 32, cao 18. Cái hoành 21. Rồi, xe xe luôn. Này ghép bung sai.
Vậy luôn nhiêu chị? Rồi mã 32 này giao lưu 190 à. 190. Rồi này 33 này cao lấy khoảng mít 6 đi quý vị ơi. Của anh 26 luôn. Rồi 26 anh cao khoảng mít 6. Này chơi tông tàn thóc thân cao ha. Đây cái cụm tay cành đây quý vị ơi nè. Quý vị thích thóc thân cao thì chốt con này đây, thóc thân nó đây. Rồi để quý vị. Rồi mình giao lưu nhiêu chị? Trời mã 33 này giao lưu 407 á. Rồi, qua cây mới luôn ha. Số 34. Cao 52. Cái hoành 24. Rồi. 24 hoành quý vị. Đây, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 34 này giao lưu 400 à. Rồi, 400. 35 luôn quý vị. Cao 30. Chứ quanh 28. Rồi, 28 quanh. Nó bị ngủ cái lưng. Mã 35 này giao lưu 400 à. Rồi 400. 28 và 400 cây yêu thương không? Quá ghẻ luôn. Cao 42. Số 36. Cao 42 hoành. Hoành 30 28. 28 hoành luôn. Để đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 36 này giao lưu 450 à, cũng là mã cuối clip luôn à. Giá yêu thương không ha. Cuối clip em cũng có gì hơn, kính chúc quý cô bác trên mọi miền đất nước một ngày mới vui vẻ hạnh phúc à. Kính chúc thời gian vào xem ủng hộ shop em cảm ơn à. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.